Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong một tuần làm việc mới rồi quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong tuần vừa rồi thì thời tiết nó rất là phức tạp ạ. Do ảnh hưởng của bão cho nên là trời Hà Nội nắng mưa suốt ngày ạ. Mưa suốt ngày, chúng tôi mua được xe về cũng không đem ra để quay lên giới thiệu cho quý vị và các bạn được. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Mercedes C300 mà chúng tôi mua về mấy ngày rồi, cứ để ở trong cửa hàng rồi, chưa quay, chưa chụp ảnh, chưa quảng cáo gì được ạ. Hôm nay thì tôi sẽ đem chiếc xe này ra để quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Mercedes C300 AMG này ạ. Ở cái phân khúc C-Class này thì chắc chắn là tôi đã không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn về option rồi, mà tôi chỉ có giới thiệu cho quý vị và các bạn xem là chiếc xe này sau 3 năm sử dụng nó chạy như thế nào, chủ xe đi có giữ gìn không, chất lượng còn ra sao, có bị đâm đụng hay có bị ngập nước gì hay không thôi ạ. Vì option của chiếc này thì đã là đầy đủ hết tất cả rồi, không còn thiếu một chiếc gì, không còn thiếu một cái option nào cả. Ví dụ như là nâng hạ gầm này, đá cốp. Với chiếc xe này thì tôi đang ở để cái chế độ nâng gầm cao đây, thưa với quý vị và các bạn. Nếu như mà hạ thấp xuống nó sẽ còn thấp nữa. Đây là tôi đang để chế độ hầm cao và nâng cao và đá cốp. Đây ạ. Đấy, đấy là chức năng đá cốp tự động, nâng hạ gầm. Camera 360, cảm biến cũng quanh xe hết. Với chiếc C-Class AMG này thì không còn thiếu một cái gì cả. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mercedes C300 AMG sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi. Vậy ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi để đi tìm hiểu về chiếc xe Mercedes C300 AMG này. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được 5 vạn km rồi. Thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem sau 3 năm sử dụng thì chiếc xe này còn được bao nhiêu chất lượng, còn được bao nhiêu phần trăm. Thì mời quý vị và các bạn cùng tôi theo dõi trên màn ảnh của quý vị và các bạn để xem được ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về mấy ngày hôm nay thì toàn mưa, chúng tôi cũng chưa có dọn, chưa có rửa gì được cả, nhưng mà chiếc xe này còn cực đẹp đấy vì quý vị ạ. Quý vị và các bạn cũng đã biết ở cái phân khúc xe sang thì chủ xe đi gần như là chủ xe nào cũng đi rất là giữ gìn, đi cẩn thận và giữ gìn đấy. Nhìn về cái phần ngoại thất của chiếc xe này thì còn khá là mới đấy quý vị và các bạn ạ. Vì quý vị và các bạn cũng đã biết ở cái phân khúc xe sang này thì gần như là chủ xe nào đi cũng rất là giữ gìn ạ. Nhìn về cái phần ba đời sốc trước, quý vị các bạn đã thấy ạ, ở cái phân khúc AMG thì chiếc xe này đã được trang bị full option rồi. Đèn bi này, đèn led này, đèn bi này là đèn mắt liếc đấy ạ. Và cảm biến trước sau đầy đủ ạ. Camera 360 cũng đầy đủ hết cả rồi ạ. Quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ, ô tô 360 của chúng tôi là kênh chuyên mua bán xe ô tô cũ, cho nên là mục đích của chúng tôi để quay lên đây làm video là cũng chỉ để giới thiệu cho quý vị các bạn xem chiếc xe nó còn được bao nhiêu phần trăm thôi ạ, còn mới hay không, chủ xe đi như thế nào, giữ gìn hay không thôi, chứ không phải là kênh review đánh giá, cho nên là chúng tôi chủ yếu là giới thiệu để xem cái chất lượng của chiếc xe này thôi ạ. Đây, thưa với quý vị các bạn, đây là cái phần ba đầu sốc sau đấy ạ. Cảm biến sau, camera lùi đầy đủ hết cả rồi ạ. Đây là cái bộ la răng của xe. Đây, thưa quý vị và các bạn, la răng mới lốp, lốp Michelin này, la răng AMG này, tất cả còn rất là mới. Mặc dù nó còn rất là bẩn đấy quý vị và các bạn, đây là chúng tôi chưa rửa đi được, mấy hôm nay nó mưa chưa rửa được cho nên nó bẩn vậy thôi, chứ xe còn rất là đẹp đấy ạ. Tất cả còn rất đẹp, nếu như chúng tôi dọn rửa đây, dọn dẹp chiếc xe này lên thì nó rất là đẹp đấy ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này và có cả camera 360 đấy ạ. Camera 360 cũng được tích hợp ở trên gương đấy ạ. Đó, tất cả còn rất là đẹp ạ. Hơi bẩn chút xíu thì quý vị các bạn hết sức thông cảm ạ. Mấy hôm nay trời mưa gió chúng tôi chưa dọn được xe.
Về cơ bản, nhìn về cái tổng thể của bên ngoài của chiếc xe còn khá là mới ạ. Rất là đẹp đấy ạ. Từ 3 đợt sốc trước cho đến 3 đợt sốc sau, tất cả cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là đẹp, rất đều xe. Vì chiếc xe mới chạy có 5 vạn km thôi. Cụm đèn pha khá là đẹp mắt ạ. Đèn pha này, đây là đèn xi nhan này. Còn đây là cái giải LED này. Đây là cái giải LED mà nó đang sáng này, nhưng mà tôi quay ban ngày thì không phát hiện được. Chứ nếu như mà buổi tối thì rất là đẹp đấy ạ. Đèn pha cũng là pha đôi luôn đấy ạ. Mặt ca lăng cũng được thiết kế rất là đẹp ạ. Chính giữa trung tâm là logo của Mercedes. Đấy, được thiết kế và được sản xuất bằng những vật liệu chrome rất là sáng, rất là đẹp. Camera đằng trước cũng đã được tích hợp lên đây ạ. Rất là đẹp ạ, tất cả còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Cụm đèn hậu cũng vậy ạ. Cụm đèn hậu cũng rất là đẹp ạ. Và chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay nứt vỡ gì cả. Tất cả còn rất là mới ạ. Nói về thiết kế của Mercedes thì rất là trẻ trung và lại hiện đại ạ. Rất là đẹp, rất phù hợp với thanh niên, kể cả nam và nữ. Đi chiếc xe này thì rất là sang chảnh ạ. Xe được trang bị một cái động cơ là động cơ mới và là động cơ xăng 2.0 lít ạ. Đây là cái thông số để mức tiêu thụ nhiên liệu ạ. Chạy ở trung bình là 8,3 lít trên 100 km ạ. Tức là kết hợp đấy ạ. Và nếu như chạy ở đường phố thì 10 lít ạ. 10,91, tức là khoảng gần 11 lít xăng ạ. Còn nếu như chạy ở đường ngoài đô thị, tức là đường trường đấy, đường cao tốc đấy, thì chỉ chạy với 6,8 km trên 100 km thôi ạ. Đấy, thưa quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến vào cái khoang nội thất để xem nội thất của chiếc xe Mercedes C300 AMG 2017 này. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tất cả về cái phần thiết kế của nó thì quá là tuyệt vời rồi ạ. Rất là đẹp ạ. Ghế da và ghế chỉnh điện. Đây là phần ghế chỉnh điện này ạ. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp ạ. Và cái điều mà tôi muốn cho quý vị và các bạn xem đó chính là keo chỉ của cái cánh cửa này đấy. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản ạ. Đây, tất cả còn rất là nguyên bản ạ. Option thì quá là đẹp rồi ạ. Không thể chê vào đâu được ạ. Vì nó ở cái phân khúc xe sang rồi. Nội thất được trang bị là ghế da cao cấp màu đỏ đô. Rất là đẹp ạ. Và tất cả còn nguyên bản hết đấy quý vị các bạn ạ. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nó còn hơi bẩn một chút thôi, nhưng mà tất cả nó còn nguyên bản hết đấy. Chủ xe cũng đã rất cẩn thận lắp thêm cái phần trải sàn 5D và thêm cái bộ trải sàn này 5D 2 lớp. Chứ còn bộ thảm nguyên bản của xe thì chủ xe lại chưa dùng đến, để cốp sau cho nên còn như mới ạ. Xe cũng đã được trang bị cửa sổ trời đầy đủ hết tất cả rồi. Khá là mới đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây là cái táp bi đấy ạ. Còn rất là mới và cũng đã được trang bị rèm cửa đây. Rèm cửa cho hàng ghế sau. Đấy, thưa với quý vị và bạn. Chúng tôi còn chưa dọn dẹp gì cả cơ. Đây. Mua về mà chưa có thời gian để dọn dẹp gì cả vì mấy hôm vừa rồi nó mưa quá, chúng tôi chưa dọn được. Cái hàng ghế sau này thì còn rất là mới đấy ạ. Nếu như chúng tôi mà đánh dọn đi thì nó còn mới hơn thế này rất là nhiều, vì đây là nó hơi bẩn một chút thôi ạ. Đấy, tất cả đây nó chỉ hơi bẩn một chút thôi. Quá là mới luôn đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Tất cả cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây, đây là cái phần rèm cửa. Đây, rất là đẹp ạ. Tất cả cũng còn rất là mới ạ.
nội thất da đỏ bóc đô và còn rất là mới đấy. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem, đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ. Đấy, tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Táp bi cửa thì rất là đẹp ạ. Bước vào cái khoang, bước vào đến mở cái cửa ra, chúng ta đã thấy được chiếc xe này nó toát lên cái vẻ sang trọng lịch sự rồi ạ. Tất cả rất là mới, rất là đẹp ạ. Từ cái chỗ để chân cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Ở cái phân khúc này thì Mercedes cũng đã trang bị cho chiếc C300 AMG này là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đây, thưa quý vị và bạn, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Tất cả còn khá ok ạ. Rất là đẹp ạ. Nội thất thì quá là đẹp rồi. Và có option thì không còn thiếu cái gì cả. Đây, tôi sẽ cho quý vị các bạn cùng xem. Đồng hồ đây ạ. Đấy, vô lăng thể thao. Tích hợp các phím điều khiển. Sang số ở trên đây ạ. Sang số là gầy tay trên này. Đèn nổ start top đây ạ. Màn hình giải trí trung tâm đa phương tiện đây ạ. Tích hợp cả bản đồ đây. Đây là bản đồ rồi. Và đây thêm một chiếc đồng hồ. Rất là đẹp ạ. Với thiết kế này quá tuyệt vời ạ. Rất là sang trọng ạ. Và điều khiển cho cái màn hình chính này là ở dưới bên đây. Thưa quý vị các bạn, đây là như một con chuột đây. Như một con chuột để điều chỉnh này. Volume to nhỏ này. Chế độ này, đây là nâng hạ gầm này. Thưa quý vị các bạn, có cả chế độ nâng hạ gầm, bật tắt nâng hạ gầm, chuyển các chế độ này. Chế độ đi này. Rất nhiều chế độ đi. Đấy. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem, tôi sẽ điều chỉnh. Nó có rất nhiều chế độ để đi đây. Nó sẽ hiển thị, bấm bên dưới này, nó sẽ hiển thị lên trên màn hình. Đấy, rất là nhiều chế độ để đi. Quá là tuyệt vời phải không quý vị các bạn? Táp lô thì rất là đẹp ạ. Táp lô này là táp lô khâu da rồi đấy ạ. Táp lô khâu da rất là đẹp. Cửa sổ nóc. Đây là cửa sổ nóc đây ạ. Quả là tuyệt vời ạ. Chiếc xe này còn rất là mới đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe Mercedes C300 ANG này. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội đấy ạ. Vẫn như mọi khi, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn chi tiết hơn, rõ ràng hơn về cái phần đầu và phần đuôi. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là phần đuôi, tức là cái phần cốp sau của chiếc xe. Để quý vị và các bạn có thể thấy được ạ, tại vì là những chiếc xe mà có bị đâm đụng hay là va chạm gì nhiều thì nó hay ở cái phần cốp sau và cái phần đầu đấy ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tất cả keo chỉ nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản đấy ạ. Và đặc biệt là cái thảm đây, đây là cái bộ thảm chủ xe còn chưa dùng đến đấy ạ. Thảm nguyên bản của xe đấy, tất cả còn chưa dùng đến và nó còn rất là mới đấy. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Mercedes cũng đã trang bị cho chiếc xe C300 ANG này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít đấy ạ. Và là động cơ cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy. Turbo nhưng mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Thể tích làm việc thì có khẻ nhỏ thôi nhưng mà ăn ít nhiên liệu nhưng mà làm việc thì rất là lớn đấy, quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy. Và cái điều quan trọng mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn ở đây là tất cả nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây, chúng tôi còn chưa dọn dẹp gì cả đây mà nó còn bẩn như thế này đấy. Tất cả còn bẩn nguyên, lá cây, lá cối vào rất là nhiều. Vì chúng tôi mua về mấy hôm nay trời nó hơi bẩn một chút.
trời nó hơi mưa, cho nên là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, chưa có dọn dẹp hay là vệ sinh gì được cả. Nhưng mà quý vị các bạn yên tâm, chiếc xe này chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả máy móc còn nguyên bản hết ạ. Đấy, tất cả còn nguyên bản và nó còn rất là đẹp đấy ạ. Tất cả là còn rất là mới đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng đâu, tất cả những cái ốc này là còn nguyên bản hết này. Từ ốc cabo này, tôi quay chi tiết hơn về cái phần đầu này cho quý vị bạn cùng xem. Tôi sẽ quay chậm lại để quý vị các bạn cùng xem ạ. Ốc cabo này, keo chỉ của cái cabo này. Đấy, tất cả về cái ốc cabo này, keo chỉ của cabo này là còn nguyên bản hết ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì đâu. Tất cả ốc xương đầu cũng như vậy ạ. Ốc tai, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Và còn rất là mới. Đây, thưa quý vị và các bạn, nếu như đâm đụng hay va chạm gì cả thì tất cả nó còn không được nguyên bản như này đâu. Ốc ác này phải tháo ra để xử lý rồi, nhưng ốc này còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản và nó còn rất mới. Vậy quý vị và các bạn nào hãy quan tâm đến chiếc xe này thì xin liên hệ với số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đây là chế độ Head Up Display, tức là hiển thị tốc độ trên kính lái đấy quý vị và các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.